cảnh giới siêu phàm liều lần nữa. Hãy ra! Vẫn thất bại sao? Trừ bỏ công pháp của Bạch Đế, tuy công pháp Bạch Đế quyền diệu nhưng không thích hợp Bạch gia. Trừ bỏ công pháp tổ truyền của Bạch gia ta, công tử là có ý gì? Bây giờ ta chuyện cho ngươi công pháp của Bạch Viên, ngươi tu luyện thì sẽ biết. Đây là công pháp thiệt quyền diệu. Loại công pháp này vậy mà vô cùng phù hợp với mình, không phải vật phàm. Người trẻ tuổi trước mặt có lai lịch gì chứ? Dưỡng Hống. Thần thông đã thành, ta đã bước vào siêu phàm cảnh. Đa tạ vị công tử này. Không biết công tử tên họ là gì, tới từ đâu? Lục Trầm, bạn của Bạch Nham. Thì ra là bạn của con trai út, Lục công tử không nhận cứu mạng của ta, còn giúp ta đột phá siêu phàm. Điều này đối với Bạch gia ta là đại ân. Lục công tử, công pháp mà ngươi vừa truyền cho, ta cảm thấy rất dễ tu luyện. Giống như người của Bạch gia ta bẩm sinh đã thích hợp tu luyện công pháp này. Không biết có phải ta cảm giác sai hay không? Ngươi không cảm giác sai? Đây chính là công pháp do tổ tiên của Bạch gia ngươi sáng tạo. Đây vậy mà là công pháp của Bạch Đế sao? Không phải Bạch Đế, là Bạch Viên. Bạch Viên hả? Chuyện này ta không nói với ngươi nữa, ngươi về sau sẽ biết thôi. Tuy không hiểu điều Lục công tử nói gì, nhưng xin Lục công tử ở lại tạm Bạch gia ta. Ta vừa đột phá siêu phàm, vẫn cần củng cố cảnh giới mới có thể xuất quan. Đến lúc đó ta sẽ cảm ơn đại ân của Lục công tử đàng hoàng. Lục công tử, tấm lệnh bài gia chủ này ngươi nhận lấy trước. Có tấm lệnh bài này, như ta hiện thân ở Bạch gia và thành Thiên Châu có thể làm bất cứ chuyện gì. Được. Vào ngày hôm sau. Mệt quá, ta đã 20 tiếng chưa chụp mắt rồi. Tiếp tục. Đừng lười biếng nữa. Bạch Nhám, Tỷ sao lại tới đây vậy? Đệ đang làm gì đó? Cái đó, ta đang học điêu khắc đó mà. Học điêu khắc sao? Đệ nghĩ ta sẽ tin hả? Đệ có phải vẫn nghe theo lời của Lục Trầm, cho rằng tổ tiên của Bạch gia ta không phải Bạch Đế, mà là Bạch Viên gì đó hay không? Tỷ, trước tiên đừng nói cái này, Tỷ đến đây có chuyện gì không? Ta tới tìm ngươi, Lục Trầm. Vốn dĩ cho ngươi thời gian 3 ngày, đưa ngươi rời đi. Nhưng bây giờ, ngươi không thể không rời đi trước. Tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Đại hỏi hắn đi. Ta không biết chuyện gì cả. Lục Trầm phi lễ đi nguyên chỉ, chính là nữ nhân mà dị thúc mang về. Bây giờ Lý Nguyên Chỉ đang làm loạn ở chỗ dị thúc, dị thúc nổi giận, lập tức muốn tới xử lý Lục Trầm.